Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tối ngày 26 tháng 7, Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Dự chương trình có các đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thành ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, đại diện lực lượng vũ trang, đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau nghi lễ dâng hương, đại biểu đã thắp nến, đặt vòng hoa tại từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Chương trình thắp nến tri ân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn. Trong dịp này, các cấp bộ đoàn thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như thăm tặng quà, phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công.